Vâng, các cầu thủ đều đã sẵn sàng. Trận đấu đã được bắt đầu. Vâng, và trận đấu thứ 3 sau khi hai game thủ đã hòa với nhau với tỷ số 1 đều sẽ là MSG Sugarless Plateau. Và đây là map do Vekarimbo chọn. Vekarimbo spawn ở vị trí 5 giờ với Tehran màu xanh. Beethoven spawn ở vị trí 7 giờ với Protoss màu đỏ. Vâng, và tôi nghĩ Vekarimbo chọn map này là để tiện cho việc đi rock hoặc là đánh Banshee. Vì map này có lực lượng có phần khoảng không rất lớn đằng sau base của các cầu thủ. Vâng, thường thường tôi nghĩ rằng là tại dạo này Vekarimbo có xu thế đánh mech, đánh con xây ra từ factory, nên anh ấy thích chọn những cái map nào mà dễ để chia ra thành hai, mà giữa hai bên của map chỉ nối với nhau bằng một đường, thì những map như thế mà đánh mech thì rất là lợi, chỉ cần cắm tank bảo vệ ở một chỗ qua lại là có thể bao quát được hết cả map. Vâng, những gì anh vừa nói thì hơi quá cao siêu so với tôi nghe cũng không hiểu gì lắm. Nhưng chắc là map này sẽ lợi cho mech chăng? Vâng, tôi xin đính chính lại là anh thấy rằng là cả bên tay trái và bên tay phải chỉ nối với nhau bằng đúng một đường ở giữa, có thể control được bằng hai Zenaga Tower, đúng không? Đúng. Những cái map mà có xu thế như thế thì khi mà anh cắm tank ở giữa thì coi như anh bảo vệ được hoàn toàn phía bên của anh, đúng không? Trừ khi đội bạn drop. Rất chính xác. Vâng, và đấy là một lý do, đấy là cái đặc điểm mà cần thiết để chơi mech. Thế như thế rất dễ bảo vệ. Vâng, nhưng mà tôi thấy là hầu hết các game thủ chơi Terran trên thế giới đều rất ít chơi mech. Vậy tại sao Vekarimbo lại đổi từ bio sang mech? Liệu anh có thể suggest gì không? Bản thân tôi thì tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu về mech play đối với Protoss đã từ rất lâu rồi, nên tôi thấy rằng là tank thì rất là khỏe so với Colossus và Stalker. Blue Flame Helion thì bắn các con light unit ví dụ như Zealot, DT hay là High Templar rất là khỏe, nên khi anh chơi mech play với Ghost thì sẽ tận dụng được rất nhiều ưu thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái độ kém cơ động của mech đã làm cho cái cách lối chơi đấy không phổ biến trên thế giới. Vâng, và có vẻ như Rainbow đã quay trở lại với cách xây quen thuộc của mình trong trận đấu đầu tiên. Trận đấu mang lại chiến thắng cho anh trước Beethoven đó chính là xây ra một con Reaper để có thể vừa đi scout lại cũng có thể đồng thời gây harass được cho đối phương. Và Vekarimbo lần nào cũng dùng một con SCV để dụ Stalker của Beethoven đi ra chỗ khác, nhưng có vẻ lần này anh ấy đã học được bài học và cho Stalker về ngay. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là sau khi xây Reaper, Vekarimbo đã ăn mỏ và hiện tại anh đang xây nhà ga thứ hai và đang xây factory. Trong khi đấy, Beethoven có lẽ anh đã xây one gate expand và đang xây thêm hai gate nữa. Vâng, chúng ta thấy được rằng là Vekarimbo đã swap sẽ xây factory vào vị trí của tech lab và đã nhấc Barrack ra ngoài. Vâng. Và như vậy thì Rainbow trận này sẽ lại chơi Helion chăng? Rất nhiều khả năng là anh sẽ chơi Helion một lần nữa. Như trước đây tôi đã phân tích thì map này Helion drop thì có vẻ là khá khỏe, chứ Helion Rambai thì khá là yếu, tại vì map đi vào trong nhà có hai cái choke point rất là bé, có thể rất là dễ phòng thủ. Vâng, và con Reaper này đã giết được 4 probe rồi. Còn vài nhà đã được chết trên không. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là Vekarimbo đã không lên Blue Flame Helion trận này mà đã đang xây tank.
Vâng, và đang anh và Helion cho anh và Helion và chưa thấy có dấu hiệu nâng cấp của Blue Flame. Anh ấy đang bay orbital command của anh ấy ra và anh bắt ấy đầu ăn mỏ thứ hai. Victor Rainbow đánh khá lạ trận này khi anh xây tank Helion và nâng cấp Blue Flame Helion. Một build khá là táo bạo, rất là lạ mắt. Có một cái rất là hay là VK Rainbow không bao giờ follow một cái build cụ thể nào mà anh có thể học online hoặc là anh có thể xem MLG mà học được. Build của anh ấy phần lớn anh ấy toàn tự nghĩ ra. Vâng, tôi cũng rất hay tự nghĩ build nhưng mà thường là không hoạt động đúng cho lắm. Vâng, không hiểu tại sao. Tôi rất ngưỡng mộ những người như anh. Tôi hoàn toàn không có khả năng tự build, tự nghĩ ra build. Tôi toàn đi bắt chước người khác và thậm chí bắt chước cũng không đến nơi để trốn. Và Beethoven đã lại ăn cả 4 gas với nhà Robotic Facility. Tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi HT chăng? Colo rồi. Colo mất rồi. Tại tôi thấy Colo có vẻ như khó mà đánh lại được Make Build với nhiều tank. Vâng, có một cái khá là hay là Colo range ngay cả sau khi upgrade rồi thì range của Colo cũng thấp hơn tank Siege, nên có thể dùng Siege tank để counter lại Colo. Và ngoài ra Viking cũng là có range rất là xa nên Colo với Macplay rất là không, tôi nghĩ là không có tác dụng bằng lên Archon hay là Immortal. Vâng, tại tôi nghĩ là Macplay thì không cần phải xây Medivac và như vậy thì Starport với Reactor hoàn toàn có thể tập trung xây chỉ toàn Viking mà thôi, sẽ rất khỏe rất khi đánh với cả Colo. Đấy, chúng ta thấy được rằng là VK Rainbow đã có Reactor cho Starport và anh ấy đang xây một Medivac và một Viking. Ồ, trận này Beethoven đã định ăn mỏ 3 một cách lén lút và hơi sớm nhưng nó bị Beethoven phát hiện. Không biết anh ấy sẽ react như thế nào đây. Cancel. Và hiện tại thì con của VK Rainbow cũng không đủ để làm bất kỳ điều gì, nhưng mà chắc chắn anh đang rất tích quân để chuẩn bị một cái timing attack. Và anh ấy cũng đã ăn mỏ 3 luôn rồi. Vâng, đây cũng là một sự lựa chọn khá là hợp lý. Có vẻ VK Rainbow đang cho 4 con Blue Flame Helion đứng ở đây để chờ một đàn probe chạy ra chăng? Tôi nghĩ rằng đây cũng là một một điều có thể xảy ra. Và nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh ấy đang cố, vâng, anh ấy đang drop Blue Flame, hay anh định drop Blue Flame vào trong main base và đợi đến khi mà quân của Beethoven chạy vào bên trong Death thì anh ấy sẽ chạy 4 con Blue Flame Helion này vào trong nhà, vào trong mỏ phụ và giết nông dân cả hai mỏ. Vâng, một kế hoạch rất là, tôi phải nói là rất là ác độc. Vâng, đó là những gì anh đã cố gắng để làm trong trận đấu đầu tiên mà chúng ta thấy được trên map MLG Metalopolis. Vâng, nhưng mà ba con Helion của Rainbow này lại đi đánh một cái mỏ 3 hoàn toàn không hề có nhiều nông dân ở đấy. Vâng, ba con Helion đã vào được mỏ rồi nhưng mà đã bị gặp một Colossus và một Canon, phải tháo chạy ngay lập tức. Vâng, và có phải lần này Beethoven đã defend rất là hoàn hảo. Worker skill của VK Rainbow hiện tại đang là 10 và harvester của hai bên VK Rainbow đang có 57 và con cùng với con số đấy là số harvester của Protoss. Vâng, mà farm của hai bên cũng ngang ngang nhau tầm 110. Lượng army thì Terran đang nhỉnh hơn một kẹo. Trong cái đó thì Harvester Protoss đang có 63 con probe và Terran đang có 59 SCV. Và cả hai cũng đều bắt đầu ăn mỏ 3 rồi. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là VK Rainbow đang ra để control Zenaga Tower giữa map, mà không hiểu sao anh đang lại rút con về. VK vâng, với make build như này thì tại sao lại không thể xây được một con Raven để vào trong đội? Tại vì những con Observer như thế này có thể nhìn thấy hết mọi động tĩnh của make
Vâng, thật sự mà nói thì Raven là một con hiện tại đang bị sử dụng rất là ít trong các matchup của trong matchup của Tế Đan nói chung. Cái đấy cũng có thể là một điều là tại vì Starport khi đã ở dính với liền với Reactor rồi thì cái tâm lý người chơi Tế Đan rất là lười để switch sang Tech Lab. Vâng. Hai con có cả bộ tâm lý lười nữa. Vâng, và hai con Helion đang đứng ở phía trên bắn xuống. Tuy giết không được nhiều nhưng mà cũng làm cho Protoss phải phân tâm. Chỉ giết được có hai con nông dân thôi. Vâng, và chúng ta thấy rằng là BK Rainbow có một đợt push rất là to tiền đến mỏ 3 của... Vâng, tăng ra chống càng rồi. Đã có một vùng cấm đi được thiết lập. Đối với theo tôi thì BK Rainbow sẽ cho tăng Leapfrog. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là có một con Medivac đang chở hai con Blue Flame Harion quay trở lại mỏ 3 của Beethoven. Vâng, có vẻ không hiệu quả lắm vì mỏ 3 này đã có hai cái canon rồi. Vâng, và Beethoven đã quyết định lao vào. Vâng, Beethoven có rất nhiều Zenith Charge. Vâng, và tank đã không có gì để chắn mặt. Vâng, nhưng mà hàng tank của anh đang nối dài dường như vô tận. Và số... Không, thực ra cũng chỉ còn có 3 con thôi. Vâng, nhưng mà anh... có vẻ như Beethoven không nhìn thấy được là có bao nhiêu con chắc không, anh ấy nhìn thấy nhưng đã quyết định không tấn công lên nữa. Vâng, chúng ta thấy được multitasking của hai bên khi mà con Blue Flame Helion drop vừa rồi đã nâng số lượng hàng Harvester kill lên con số 26. Vâng, rất đơn giản, hiệu quả 14 Harvester đã vừa bị giết. Ồ, chúng ta thấy được rằng là tank của BK Rainbow đang không siege và quân đang tiến vào. Có con của Beethoven đang tiến vào. Vâng, BK Rainbow sẽ mất hết 6 con tank ở đây mất rồi. Vâng, farm 2 rất bên. Rất nhiều Zero Charge. Farm 2 bên hiện tại lost. Đang là 132 so với 126 và Beethoven đang tiến lại mỏ phụ, mỏ 3 của BK Rainbow. Vâng, BK Rainbow đã có cả một mỏ 4 nữa rồi. Vâng, nhưng mà con của anh như này là không đủ để đối chọi lại với lực lượng quân đông đảo. Vâng, rất chính xác, rất nhiều Zenith ăn chặn đến tank. Trận này BK Rainbow đã bị mất tank rất nhiều và tôi nghĩ đây là GG rồi. Vâng, GG. Vâng. Trận này Beethoven đã đánh rất hay. Anh phòng thủ Blue Flame Helion một cách hoàn hảo và đặt canon ở tất cả các mỏ của mình. Vâng, và với trận thắng này Beethoven đã vượt lên dẫn với tỷ số 2-1. Và anh ấy chỉ còn cách trận vô địch cách chức danh vô địch VK Open lần thứ nhất chỉ còn một trận thắng nữa thôi, một trận đấu. Vâng.